Mấy bữa nay con chưa tìm thêm được mạnh thượng quân nào nữa, nên công việc vẫn còn nằm y ra đó. Giờ thì ổn rồi. Đúng là trời Phật thiệt thương chúng ta, nên mới đưa vị mạnh thượng quân này đến giúp. Vậy thì con thu xếp đi, để người ta đến gặp con nha. Con cũng đang rất nóng lòng muốn gặp vị mạnh thượng quân đó. Nhưng mà sư cô quên là ngày mai con đi Quyền Lạc Dương sao? À, nếu có duyên thì sẽ đến, mà không có duyên thì chẳng tới được. Xong, ăn đi ăn đi. Em đói quá. Thôi anh Đức ăn đi, chứ con Thảo nó tham ăn lắm. Nó bắt em xách đồ quá trời, làm nặng muốn chết luôn vậy đó. Dư còn không thiếu. Ủa, mà chị có xách đồ đâu? Toàn Đức xách không à? Ờ, thì chị than giùm anh Đức chứ bộ. Đó. Không sao đâu, Đức là con trai mà, Đức phải làm mấy chuyện đó chứ. Anh xui dữ lắm luôn á, mới đụng phải nhỏ Thảo. Chứ nó cứ suốt ngày á, kiếm anh gây sự hoài à. Không dám đâu, đụng phải chị mới xui á. Không phải hả? Suốt ngày cứ gặp anh Đức á là anh Đức ơi, nhận tôi làm cô giáo đi. Nha. Thì chị làm cô giáo của anh Đức thiệt chứ bộ. Bộ em không thấy từ lúc mà chị dạy anh Đức học á, mới có một tuần lễ thôi mà tiến bộ rõ rệt luôn á. Bây giờ anh Đức á nhìn chữ đọc đâu có cần đến chứ. Không sao, Đức thích học thì phải học, không có gì phải tự ái hết. Công nhận á, anh Đức hiểu chuyện thiệt á. Mà nè, Đức có một thắc mắc. Chuyện gì vậy anh? Hình như ở đây người ta không thích chú Năm Hương phải không? Ừ, đúng. Nhìn mặt ổng thấy ghét lắm á. Thảo, không phải vậy đâu anh. Em á thì không có quan tâm lắm, nhưng mà có điều là nhìn mặt của chú Năm không được có thiện cảm cho lắm. Bởi vậy á, em chưa nói chuyện với chú Năm Hương lần nào hết. Nhưng mà sao anh hỏi vậy vậy? À, không có gì đâu. Thôi mình ăn đi, rồi còn đi chơi nhiều nơi nữa. Đúng rồi. Ăn đi. Tiếc quá, con không thể thu xếp thêm thời gian để ở đây chờ cô ấy về. Nhưng con hứa với sư thầy, tháng sau con sẽ cố gắng thu xếp để lên đây, để gặp cô ấy, trao đổi về chuyện đóng góp tiền xây dựng cơ sở dành cho trẻ em. Dạ, trước khi lên con sẽ điện thoại cho sư thầy. Cảm ơn bà rất nhiều. Dạ, không có gì đâu thưa sư thầy. Con chỉ muốn làm thật nhiều điều thiện để cho lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chưa thấu hiểu chân lý thì mông lung, hành ác theo bản năng, cho nên chúng ta mới gây ra tội nghiệp. Khi biết rõ lý lẽ rồi thì tất cả tội lỗi trước đây đều tiêu diệt, bởi chúng ta đã thấy tội nghiệp của chính mình. Bà hãy để cho lòng mình thanh thản đi, buông xuống tất cả đi. Dạ, con sẽ cố gắng. Giờ con về, tháng sau con sẽ lên chùa. Mô Phật. Dạ. À, thí chủ xin dừng bước. Dạ. Tôi tặng cho bà chuỗi hạt này, mong rằng mỗi khi bà nguyện cầu, hạt chuỗi này nó sẽ giúp cho bà thanh tịnh hơn. Cảm ơn sư thầy. Mô Phật. Xin phép con về. Chụp hình. Xấu.
Con chào cô. Dạ con chào cô. Con chào cô. Đây chị đây. Anh đâu rồi con? Kéo con nhỏ lên nhanh lên luôn. Đưa tay đây. Cẩn thận đó. Có sao không? Trời đất ơi, có sao không con? Có sao không Thủy? Thủy có sao không? Có sao không con? Em xin lỗi chị nha. Chị có sao không? Có sao đâu em. Đức, con đưa Thủy về nhanh đi, coi chừng nó cảm lạnh bây giờ đó. Cô Mai nhờ cô đưa Thảo về để kịp cho nó về Sài Gòn thăm ông bà nội. Dạ, cô cứ đưa Thảo về đi, con sẽ đưa Thủy về tận nhà mà. Ủa Thảo, em lên Sài Gòn mấy bữa vậy? Ờ, chắc 2-3 bữa nữa em về đây. Thôi em đi nha. Đưa nó về nhanh đi con, cảm lạnh bây giờ đó. Dạ. Em đi nha, bye bye, bye. Thôi, mình đi về, về nhanh đi. Mở Ngọc Anh ơi, cô Hai về. Đây là nhà của em nè, anh vô đây. Dạ thưa má. Dạ con giới thiệu, đây là anh Đức, bạn mới của con đó má. Con làm cái gì mà ướt nhẹp vậy? Dạ con vô ý bị té ngoài bờ sông á, nhưng mà con không sao đâu. Sao cô dám dụ dỗ con gái tôi đi chơi vậy? Không phải như vậy đâu. Do con với lại em Thảo rủ anh Đức đi chơi mà. Con có biết là đi chơi sông nguy hiểm như thế nào không? Má đã cấm con rồi mà. Với lại má không thích con đi chơi với cái đồ trôi sông lạc chờ như vậy. Con nghe rõ chưa? Má. Chào cô, con về. Quá đáng quá. Mày đừng mong bước chân vào căn nhà này, mãi mãi cũng không được. Tao đã từng cho mày biến mất một lần, thì giờ đây tao không ngại cho mày biến mất lần thứ hai đâu. Thỏa thuận gì? Không biết kỳ này ông lại định thỏa thuận chuyện gì nữa đây. Sao mình lo cho cậu xinh quá. Chuyện này. Dạ, con chào chú Năm. Xin lỗi mợ, bây giờ tôi đang bận. Khi nào xong việc tôi sẽ gọi lại cho mợ. Ba ơi. Gì con trai? Chút ba có đi đâu không? Không, bữa nay ba ở nhà với con trai. Vậy ba chỉ con bài toán này nha. Hả? Dạ ba chỉ con bài toán này nè. Toán này hả? Dạ. Cái chuyện này ba khuyên con là nên nhờ mẹ thì nó hay hơn. Vậy là chứng tỏ hồi nhỏ mẹ học dở hơn ba đúng không? Làm gì có chuyện đó. Nó không phải khoe với con là hồi nhỏ ba với mẹ là học giỏi ngang ngửa lẫn nhau, nhưng mà mỗi người có một thế mạnh riêng. Mẹ con thì giỏi toán, nhưng ba thì giỏi chuyện khác. Ba thì giỏi thể dục thể thao. Nè con nhìn đi. Thấy gì không? Thấy cái gì không? Con có thấy gì đâu ba. Nè, chịu khó nhìn kỹ kỹ một chút đi. Thấy không? Thấy con chuột chạy lên chạy xuống không? Đó. Thì là con chuột thôi mà. Thì đó, con chuột, thừ lừ một đống. Bự tổ chẳng. Ngày xưa con chuột của ba con một đống, nhưng mà bây giờ gom lại còn có 1 chén à, như chuột nhắt vậy đó. Hai cha con ăn chè đi. Dạ. Ăn chè xong mẹ chỉ làm bài hen. Dạ. Cảm ơn mẹ đã cứu ba một bàn thua trông thấy. Anh. Vụ đó công an hốt trọn gói luôn hả? Rồi anh Sinh có bị bắt không? Không, trà Sinh nhảy bè bơi mất tiêu. Nhưng mà công an có biết đó là ảnh chuyển hàng không? Sao anh biết được?
Để mai lên huyện coi coi làm sao. Có chuyện gì xảy ra với anh Sinh á, em mắc cỡ với Mỹ Lan lắm. Em đã hứa với nó là sẽ săn sóc cho ảnh. Bây giờ ảnh ra nông nổi như vậy, làm sao đây sâu? Cậu Sinh ơi, cậu Sinh. Giờ này qua đây chi chạy bay? Thì có kiếm cậu. Kiếm tao chi? Sao cậu chưa đi nữa? Đi. Đi đâu? Cái vụ đó bể, cậu không trốn đi còn ở đây làm cái gì? Mày cũng nhiều chuyện dữ ha. Con lo cho cậu. Lo lo cái gì? Tao không sao đâu. Mà nè, đừng có tò mò ba cái chuyện này nghe chưa. Cha Nam Hương biết là không tha cho mày đâu đó. Về đi. Cậu cẩn thận nha. Cậu biết rồi. Về đi. Bà chủ ngồi trỏng á, cậu vô đi. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, con chào bà. Chị Thanh bên hành chánh kêu con qua đây, bà nhờ việc. Con ngồi đi. Dạ. Bà ơi, bà cần con đưa thư phải không bà? Con đem cái thư này ra bưu điện gửi giùm bà nha. Dạ, con đi liền. À khoan. Dạ. Con tên gì? Dạ, con tên Đức. Ba má con là người vùng nào? Dạ, nhà con ở bên sông. Con mồ côi. Ba má con á thì đi xa. Giờ con ở nhà chú Nam Hương. À, vậy ra là con ở nhà của chú Nam mà. Vậy rồi con có bà con gì với chú Năm không? Dạ, con nghe chú Năm nói chú là bạn thân với ba má ruột của con. À, thì ra vậy. Dạ, thôi con đi vô thư cho bà nha. Tí con về phải làm việc bên nhà máy nữa. À khoan. Dạ. Chờ chút nha. Dạ. Đây, bà cho đó. Có cần xài gì thì xài. Dạ, con không nhận đâu bà. Con đi làm có lương mà. Thưa bà con đi. Thằng nhỏ này, sao nó giống y như thằng Dĩ hồi nhỏ. Nếu ngày đó mình đừng ngăn cản, thì giờ Mỹ Lan cũng đã có đứa con ở tuổi này. Ông biết không, bây giờ mỗi ngày nhìn thấy thằng Dĩ sống không hạnh phúc là tôi đau như cắt từng khúc ruột. Tôi hối hận quá, nhưng mà tôi không biết phải làm sao. Phải chăng là tôi đang bị quả báo, không lúc nào yên ổn, cứ sống trong dằn vặt về những điều mà mình đã gây ra. Con cái lớn rồi, giờ tôi cũng sẽ bỏ hết. Chắc tôi phải xin vô chùa, tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện. Liệu có hóa giải được kiếp nạn này không ông?
Alo. À, chú Năm hả? Có gì không chú? Được, ngày mai chú cứ đến nhà tôi, có gì tôi sẽ nói chuyện. Không được à? Có chuyện gì mà quan trọng tới mức phải gặp chỗ khác vậy chú? Chú nói... Chuyện này có liên quan tới con dâu tôi và Mỹ Lan. Phải chi? Chỉ biết điều với tôi ngay từ đầu. Ở đời này làm việc gì cũng có nhân có quả hết. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Nạn của kiếp này cũng là quả của kiếp trước. Chỉ có tích đức dưỡng tâm mới hóa giải được. Má chưa nghỉ hả má? Có gì không con? Má nói cho con nghe đi. Có chuyện gì mà làm má buồn đến như vậy? Má cảm thấy hối hận thật nhiều về những chuyện xảy ra. Tất cả đều do lỗi của má. Phải chị má không ngăn cản chia sẻ tình cảm của con và Mỹ Lan thì bây giờ con đã hạnh phúc bên người mà con yêu thương. Chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ của bản thân má, má đã làm cho bao nhiêu người phải đau khổ. Hãy tha thứ cho má. Tha thứ cho má đi dì ơi. Chuyện đã qua lâu rồi mà má. Con và Mỹ Lan không có duyên với nhau thôi. Má đừng suy nghĩ nhiều nữa mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Má đang bị quả báo cho những lỗi lầm của mình. Thấy mỗi ngày trôi qua, con với Ngọc Anh sống với nhau như hai người xa lạ. Má cảm thấy lỗi lầm của mình ngày một nhiều hơn. Má, má đừng nói như vậy nữa. Tất cả những chuyện xảy ra đều là quá khứ. Con bây giờ không còn thắc mắc tới chuyện cũ nữa. Ước nguyện của con là má phải sống khỏe, nuôi dạy tiên thủy nên người. Cho nên má đừng lo lắng, thấp thỏm về những gì đã qua nữa. Dì ơi, má có một linh cảm, phải nói là một dự báo không tốt đẹp về những ngày sắp tới. Má sợ lắm. Sợ lắm dì ơi. Má ơi, con xin má mà, má đừng có như vậy nữa. Chú Năm, tôi muốn chú phải làm triệt để cái chuyện này. Sau khi xong việc, tôi sẽ sẵn sàng đền bù cho chú một số tiền lớn, xứng đáng với công sức chú đã bỏ ra. Ok. Tiền, tiền thì thằng Năm hư này đâu có thiếu. Có thiếu ở đây là làm cho gia đình mấy người tan nát. Sao chú không trả lời tôi? Bộ chú nghĩ tôi đang gạt chú hả, chú Năm? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đâu dám có ý đó đâu mà. Nhưng mà mợ nhắm mợ đưa tôi được bao nhiêu? Tôi đòi hỏi cao lắm đấy nha. Thì chú muốn bao nhiêu? Hết gia tài cậu Dĩ được không? Tôi đùa thôi mà. Ủa mà sao mợ lại ghét thằng nhóc đó dữ vậy? Tôi thấy nó được mà. Nó dễ thương, dễ dạy. Mợ biết không, nó mới vô nhà máy làm thôi, nhưng mà mọi người ở đó tôi thấy không có ai mà ghét nó. Nó lại ít nói hay làm nữa. Hỏi mợ cho thời buổi này nè, mợ tìm đâu ra được một thằng nhóc như vậy? Ây da, chắc là mợ phải có mâu thuẫn gì với nó ghê lắm hả?
90% thằng nhỏ này có vấn đề. Biết đâu Nam Hương cố tình đưa nó ra ánh sáng để ép buộc mình. Không dễ đâu. Tôi sẽ chơi tới cùng trong cái trò chơi thừa kế này của ông. Mợ chưa có trả lời tôi. Thương hay ghét không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là tôi không an tâm. Cho nên tôi không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trước mặt tôi hay bất cứ người nào trong gia đình của chồng tôi. Tôi nói ít, mong chú hiểu nhiều. Ra giá đi. Vậy mợ Ngọc Anh lo thằng nhỏ này là con ruột của cậu Dĩ về giành gia tài với mợ à? Mợ yên tâm đi, thằng này nó có khai sanh đàng hoàng mà. Nó không phải là thằng con quan trôi sông lạc chợ gì đâu. Mợ học cao, hiểu rộng. Chắc là mợ có biết ông bà mình có nói một câu gì à? Ngày mà mình làm điều ác, đêm mình nằm mơ mình thấy quỷ à. Chú dám nói như vậy với tôi hả? Xin lỗi mợ, tôi chỉ so sánh chút thôi. Mà ở đời mà mợ ai mà không mê tiền, đúng không? Có thể là tôi quê mùa, dốt nát, ít học hơn mợ, không sang trọng bằng mợ. Nhưng mà tôi sống, tôi cũng có một cái nguyên tắc sống của tôi chứ. Ra đời làm ăn, mình có cơm thì người khác cũng phải có cháo. Với lại đừng bao giờ mà chơi xấu người khác. Mà ngộ cái là đặc biệt tôi ghét ai chơi xấu tôi lắm. Cho nên mở học cao thiệt đó, nhưng mở đừng có nghĩ là coi tôi như cái chồng chóng mở muốn điều khiển lúc nào thì điều khiển. Có thể là mở quay tôi được á, nhưng mà tôi chỉ sợ tôi quay không đúng chỗ rồi đâm sầm vô mở. Tôi sợ lắm. Cho nên biết điều, biết điều quan trọng. Thôi bây giờ tôi bận rồi, tôi sẽ nói chuyện với mợ sau. Cái điều mà mợ nói với tôi á, tôi sẽ suy nghĩ lại. Cá tánh mợ học cao á, biết nhiều. Chị gái. Dạ. Dạ cô kia tôi. Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, trứng ngấp la mà như vậy tôi mà ăn vô sẽ bị đau bụng. Sao mà chị quên hoài vậy? Dạ tôi xin lỗi, để tôi đem xuống chiên lại cho cô nha. Thôi khỏi đi, được rồi. Dạ. Con sao vậy? Có cần phải lớn tiếng vậy không? Người làm trong nhà thì cũng phải có lúc họ quên, bỏ qua cho họ được không? Cần gì sáng sớm mà làm ầm ĩ như vậy mà con coi được đó hả? Dạ con xin lỗi má. Còn con nữa. Dạ nội. Tại sao không ăn sáng cho đàng hoàng hả? Thử nhìn ra ngoài có bao nhiêu người, người ta thiếu thốn không có một miếng cơm để ăn. Mình ăn uống vậy đó hả? Con sắp xếp đi, ngày mai con đi Đà Lạt với má. Dạ. Chú Năm à, chú hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Chị Ba, tôi hẹn chị tới đây để chị nhớ tới chuyện cũ. Cũng tại chính ngôi nhà này, ngày xưa chị đã hứa với tôi những gì. Mà thôi, tôi vẫn quan tâm tới chị, nên tôi sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện liên quan đến gia đình của chị. Chú muốn nói gì thì nói đi, tôi bận lắm, còn kẹt một số công việc. Vậy chị cứ đi đi.
Đây là một câu chuyện dài. Chỉ sợ là chị ba không có đủ sức khỏe để mà nghe. Chuyện gì thì chú cứ nói đi. Chuyện là như vậy. Tôi biết được một câu chuyện rất là quan trọng. Đứa con dâu yêu quý của chị, nó đang giấu chị một chuyện. Không biết chị có gặp qua thằng nhỏ tên Đức đang sống với tôi hay không? Nó cũng giống cậu Dĩ hồi nhỏ quá ha. Mình phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh để giải quyết vấn đề này mới được. Mô Phật, cảm ơn tâm lòng thiện nguyện của bà. Đó là việc con nên làm mà. Làm việc phước đức, việc thiện không phải bỏ nhiều tiền là đủ, mà là ở trong tâm. Dạ. Má, vậy mình đưa tiền cho sư thầy luôn hả má? Mô Phật, bà nên chuyển tiền vào tài khoản của chùa. Vậy giờ sao má? Con cứ làm theo ý của sư thầy đi. Dạ. Vậy con sẽ chuyển tiền vào trong ngân hàng luôn nha sư thầy. Dạ. À, con làm liền đi nha. Dạ, con đi liền. À, khoan đã. Con ghé khách sạn trước đi. Má muốn đêm nay ở lại chùa lễ Phật và đàm đạo với sư thầy. Dạ, xin phép sư thầy, thưa má con đi. Thưa sư thầy, con nghĩ là cũng đã tới lúc lập di chúc để tránh rắc rối. Con muốn nhờ sư thầy làm chứng cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà cứ nói hết mong muốn của mình. Tôi giúp được gì thì tôi sẽ luôn sẵn lòng mà. Dạ, số tài sản của con sẽ được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất sẽ dành cho con trai của con tên là Triệu Dĩ. Phần thứ hai sẽ dành cho đứa cháu gái tên là Tiên Thủy. 2 phần còn lại con cho cháu nội đích tôn của con. Nó là thằng cháu trai mà con nghĩ là nó đã chết, nhưng không ngờ nó vẫn còn sống. Ai cho má chồng mình biết chuyện này? Nam Hương, chính là Nam Hương, hắn ta muốn uy hiếp mình mà. Dĩ, có chuyện gì vậy? Có thông tin sản phẩm của công ty Phú Dĩ bị làm giả. Sao có chuyện đó được? Mà giả là giả ở đâu? Vậy mà có thiệt rồi đó. Tao đang rầu muốn chết nè. Mày nói cụ thể cho tao nghe coi. Hàng giả xuất hiện ở thị trường Tây Nguyên và Campuchia, bao bì y chang của mình luôn. Mày nghe thông tin này ở đâu vậy? Trước giờ tao cũng nghe loáng thoáng mà tao không có tin. Nay công an kêu mình hợp tác điều tra, họ khoanh vùng, chính xác là hàng giả được chuyển từ vùng của mình nè. Không thể nào tin được. Thiệt là bọn ác nhân thất đức mà. Chuyện đó mà cũng làm được. Theo mày bây giờ mình phải tính sao đây? Bây giờ phải cứu mình trước, rồi cứu bà con nông dân. Phải nhận diện được đâu là hàng giả, đâu là hàng thật. Đúng rồi. Bây giờ mày huy động hết anh em, chia nhau đi các thị trường kiểm tra hết các đại lý phân phối. Một mặt gửi công văn đến quản lý thị trường nhờ họ hỗ trợ cho mình. Chỉ có cách đó thôi. Lấy được mẫu hàng giả, tao sẽ cho phòng kỹ thuật phân tích và đăng lên báo đài để cho bà con nhận diện đâu là hàng giả. Còn mày, mày lo phối hợp với công an nha. Kỳ này công ty mình sẽ gặp khó khăn đi.
tin sao anh? Bên công an đã gửi công văn qua bên quản lý thị trường rồi. Quản lý thị trường nói cái gì? Công ty biết luôn rồi hả? Mày sao à? Từ từ đó, không có gì phải lo hết á. Rồi mày lo cái đám nhân công hết chưa? Dạ xong rồi tuần trước rồi anh. Em tôi nó qua Campuchia, cho nội em gọi nó lại. Ừ, vậy thì tốt rồi. Tao chỉ sợ lỡ như chuyện này mà lộ ra ngoài, chết. Không, tôi nghĩ chuyện này không ai biết đâu. Anh em mình kín miệng mà. Tao nghĩ là không có sao đâu. Bây giờ mình cứ làm việc bình thường đi, coi tình hình nó như thế nào rồi mình tính tiếp. Bản di chúc của bà tôi đã làm xong. Tôi xin gửi bà hai bản, trong đó có đầy đủ chữ ký của bà và nhân chứng là sư thầy đây. Bây giờ thì di chúc đã đầy đủ về mặt pháp lý rồi. Dạ cảm ơn luật sư. Luật sư làm việc nhanh gọn quá. Dạ. Không có gì đâu, đó là việc của chúng tôi mà. Bà xem kỹ đi, coi có thiếu sót gì không. Vậy là xong rồi phải không luật sư? Dạ, xong rồi. Chúng tôi đã giữ lại ở văn phòng một bản, còn gửi gia đình bà hai bản. Cảm ơn luật sư nhiều. Nếu cần gì hỗ trợ thêm, bà cứ gọi cho chúng tôi. Dạ, sư thầy giữ giùm con một bản. Di chúc của bà thì bà nên giữ chứ. Con muốn sư thầy giữ một bản để tránh rắc rối về sau. Được rồi, bà cứ yên tâm. Con đây rồi. Dạ, có việc gì không thưa thầy? Vị Mạnh Thường Quân muốn gặp con, đang ở phòng khách đó. Dạ, con không gặp có được không thầy? Chuyện gì đến thì đã đến, con muốn tránh né sao? Dạ, vậy thôi, để con ra gặp. Bác còn nhớ con chứ? Tất nhiên là nhớ. Cảm ơn bác vì đã có tấm lòng dành cho công việc thiện nguyện. Mọi chuyện con đã chuẩn bị xong. Con sẽ thông báo rộng rãi số tiền mà bác đã ủng hộ. Có là gì đâu cô. Với bác thì có thể không là gì, nhưng với nơi đây thì nó vô cùng quan trọng. Thiệt không biết lấy gì để đền đáp. Bác, tôi cũng đã nghe sư thầy nói nhiều về con. Sư thầy khen ý tưởng của cô lắm. Dạ, đó là tâm huyết của con mười mấy năm nay. Mỹ Lam, bác xin lỗi. Giờ bác không biết phải nói năng làm sao với con nữa. Chuyện cũ đã qua lâu rồi mà bác. Bác đừng như vậy. Bác rất ăn năn về những chuyện đã gây ra cho con. Con có thể tha thứ cho bác được không? Bác có lỗi. Để làm gì hả bác? Khi mọi chuyện đã qua rồi. Tha thứ cho bác được không con? Bác đã quá ích kỷ với con và thằng Dĩ. Con không nghĩ đến chuyện xưa đã lâu rồi bác à. Dù sao cũng nhờ bác mà quê mình sung túc hơn. Và bây giờ con thay mặt những đứa trẻ khó khăn cơ nhở
xin được cảm ơn tấm lòng của bác. Con rất mừng khi gặp bác ở đây. Bác xin lỗi. Sư thầy nói đúng, gieo nhân nào gặt quả đó. Bao năm qua bác luôn sống trong sự dằn vặt, khổ tâm khủng khiếp. Dù sao bác cũng được sống cùng gia đình mình, được nhìn thấy con trai mình hạnh phúc thành đạt. Còn con, niềm an ủi duy nhất là đứa con trai của mình cũng không còn. Đó là giọt máu của anh Dĩ đó, bác biết không? Mỹ Lan ơi, con của con vẫn còn sống, nhưng bác không thể nói cho con biết được. Xin lỗi con. Mỹ Lan à, ở đời có nhiều việc đến và đi rất bất ngờ. Con cố gắng làm xong công trình này, bác hứa sẽ tặng cho con một món quà vô giá. Món quà vô giá? Con không cần gì hết. Cuộc sống của con như thế này là đủ rồi. Con không cần gì đâu. Lan à, mô Phật, món quà đó không phải là tiền bạc đâu. Lan à, nhưng bây giờ còn nhiều chuyện để lo lắng lắm. Bác sẽ về quê và hy vọng là sẽ sớm giúp được con. Bác nói vậy là sao? Con không hiểu. Chờ bác, con chờ bác. Bác sẽ cố gắng. Con chờ bác nha. Món quà vô giá nghĩa là một vật thiêng liêng. Nhưng đó là gì? Tại sao bà ấy không nói rõ ràng cho mình biết? Còn gì vô giá đối với mình ngoài đứa con đã mất đây? Con ngồi đây làm gì vậy Đức? Hả? Dạ thưa bà. Ủa, sao bà ra đây ạ? Bà ngồi xuống với con được không? Dạ, đâu có gì đâu bà. Con ngồi xuống đi. Ngồi đi. Dạ. Sao con sợ bà dữ vậy? Con ra ngồi đây để làm gì? Dạ, con cũng hay ra đây ngắm bờ sông lắm bà. Dòng sông này nó gắn liền với bà thật nhiều kỷ niệm. Hôm bữa con cũng gặp chú Dĩ với Tiên Thủy ở đây. Bà của Tiên Thủy cũng có nhiều kỷ niệm với dòng sông này. Bà đang buồn phải không bà? Sao con lại hỏi vậy? Bà đang rất vui mà. Tại con thấy ánh mắt của bà như muốn khóc á. Đức nè, lớn lên con sẽ làm gì? Con cũng chưa biết nữa. Tại sao vậy? Từ nhỏ tới lớn con không có được đi học. Con chưa biết tương lai sau này con sẽ làm cái gì nữa. Ba má nuôi của con không cho con đi học à? Con muốn lắm. Con muốn được đi học lắm. Mà ba nói á là mày ngu lắm. Mày học chi tốn tiền. Mà con cũng không hiểu sao từ nhỏ tới lớn á, ba cứ đánh con hoài à. Ai giờ bữa quá đi học vui ghê. Mà vui lắm à. Hai chiều nay ăn kem mày. Vậy hả? Chắc luôn.
ba. Ăn đi con. Gì? Ba cho con đi học nha ba. Ba. Cái gì? Cho con đi học. Mày nói gì? Dạ con muốn đi học. Mày ngu như con bò mà học cái gì? Ủa sao tự nhiên cậu Dĩ lại tốt cho thằng Đức quá vậy? Con trai thì phải nghe lại cha chứ. Tôi kêu nó sủ bê đi con là nó sủ bê. Đúng là lòng lá giả xôi mà. Chú Năm, chú đừng có nói chuyện khó nghe như vậy. Chuyện khó nghe nhất là từ khi tôi bước chân vô đây rồi.